Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món canh cá ngừ nấu thì là nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có 4 miếng cá ngừ, đây là 300g, 200g thì là. Đó, thì là nhìn rất là tươi ngon này các bạn. Mình sẽ có 10g hành lá và đây là một trái ớt, một ít hành tím, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và đây là một ít tiêu các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cắt nhuyễn hành tím các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cắt hành lá các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái phần đầu hành riêng. Đôi trái ớt thì các bạn sẽ cắt làm đôi. Đôi phần thì là thì mình sẽ cắt khúc các bạn. Công đoạn tiếp theo là công đoạn mình ướp cá các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh hành tím, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu. Mình bắt đầu nấu canh cá ngừ thì là các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh dầu ăn. Vớt bọc các bạn. Nước sôi rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho thì là vào. Mình sẽ cho toàn bộ hành lá vào và cho luôn cái ớt vào luôn các bạn. Đồng thời mình sẽ nêm vào đây toàn bộ đường vào còn lại, phần muối còn lại các bạn, phần hạt nêm và nước mắm. Các bạn lưu ý là khi chúng ta cho rau vào thì chúng ta chỉ nấu trong vòng 1 phút nữa thôi nha các bạn. Rất là thơm luôn các bạn, tuyệt vời. Sau khi bỏ rau vào được 1 phút rồi các bạn, bây giờ mình tắt bếp.
thì là chín rồi các bạn. Các bạn nhìn thì là rất là xanh. Cá ngừ thì vừa chín tới rất là ngon này các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một trái ớt. Canh cá ngừ nấu thì là xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nếm một miếng nước như thế nào các bạn. Nghe rất là mùi, rất là thơm. Rất là ngon các bạn, rất là vừa ăn. Có mùi thơm thì là của hành, cây cây của ớt, của tiêu. Đối với canh này thì chúng ta có thể ăn với bún, ăn với cơm cũng rất là ngon. Rồi clip của mình đến đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.